Cô chào các con, rất vui được gặp lại các con trong chương trình dạy học qua truyền hình Trà Vinh. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con bài tiếp theo của môn tiếng Việt lớp 1, bài âm, áp theo chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cánh diều. Các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 tập 1 bộ sách cánh diều, phấn, bản. Trước khi vào bài mới, các con hãy đọc lại bài tập đọc sau nhé. đọc cùng cô nào bờ hồ bố mẹ cho sáp và bẻ lam đi phố cổ cả nhà đi bộ ra bờ hồ gió hồ nhẹ nhẹ bố chỉ cho cả nhà tháp rùa ở giữa hồ ngày hôm nay các con sẽ được học hai vần mới trước khi vào phần vần cô giới thiệu với các con đây là âm á chữ á các con hãy đọc theo cô á á à, các con hãy tự đọc ta cùng đọc á à. cô giới thiệu đây là âm á in thường âm á in hoa chữ á viết thường ta cùng đọc nào á á á hai vần mới ngày hôm nay đều được tạo bởi âm á đây là vần âm được tạo bởi âm á và âm nào các con đã học a à âm á và âm mờ. giờ các con hãy phân tích vần âm nào. cô phân tích vần âm âm á đứng trước, âm mờ đứng sau. cô đánh vần á mờ âm. các con hãy đánh vần theo cô. á mờ âm. các con hãy tự đánh vần nào. thực hiện cùng cô lần nữa nhé. á mờ âm. giờ chúng ta cùng đọc trơn nào âm âm vần tiếp theo đây là vần ấp được tạo bởi hai âm đó là những âm nào các con a à, đó là âm á và âm p các con hãy phân tích vần ấp nào cô phân tích như sau vần ấp âm á đứng trước âm p đứng sau cô đánh vần á p ấp các con hãy đánh vần theo cô nhé á p các con hãy tự đánh văn nào. Ta cùng thực hiện á, p, ấp. Giờ chúng ta cùng đọc trơn nhé. Ấp, ấp. Vần âm và vần ấp giống và khác nhau chỗ nào các con? Giống nhau đều có âm á ở đầu vần. Khác nhau vần âm, âm cuối vần là âm m. Vần ấp, âm cuối vần là âm pờ giờ các con hãy cùng mở sách giáo khoa bài âm um ấp xong chưa nào ta vào phần làm quen các con nhé các con hãy quan sát tranh vẽ bé đang làm gì a à, tranh vẽ bé đang quét nhà cô khen bé làm việc rất chăm chỉ cô có từ chăm chỉ tiếng nào có chứa vần mới a à, tiếng chăm đó là vần gì các con đó là vần âm. Giờ các con hãy phân tích tiếng chăm nhé. Cô phân tích như sau. Tiếng chăm, âm chờ đứng trước. Vần âm đứng sau. Các con hãy tự đánh vần nào. Cô đánh vần như sau. Chờ, âm, chăm. Các con hãy đánh vần cùng cô. Chờ, âm, chăm. Giờ các con hãy đánh phần tiếng chăm và đập trơn cả từ nào. Cô thực hiện chờ âm chăm chăm chí. Các con thực hiện cùng cô. Chờ âm chăm chăm chí. Tiếp theo, đây là cái gì các con? À đây là cái cặp được làm bằng da, cô có từ cặp da, tiếng nào có chứa vần mới? tiếng cặp đó là vần gì đó là vần ấp giờ các con hãy phân tích tiếng cặp nhé cô phân tích như sau tiếng cặp âm cờ đứng trước vần ấp đứng sau dấu nặng nằm dưới vần ấp các con hãy đánh vần tiếng cặp nào cô đánh vần như sau cờ ấp cấp nặng cặp các con đánh vần cùng cô cờ, ấp cấp, nặng cặp. Giờ các con hãy đánh vần tiếng cặp và đọc trơn cả từ nào. Cô thực hiện cờ, ấp cấp, nặng cặp, cặp da. Các con thực hiện cùng cô nhé. Cờ, ấp cấp, nặng cặp, cặp da. Các con hãy nhắc lại hai từ ngữ các con vừa được làm quen là hai từ nào? Đó là từ Chăm chỉ và từ cặp da Giờ chúng ta cùng đọc lại nào Chờ âm chăm Chăm chỉ Cờ ấp cấp nặng cặp Cặp da Các con lưu ý nếu bạn nào Chưa nhận diện được văn, Các con có thể đọc theo cách sau Á m âm Chờ âm chăm Chăm chỉ Á pờ ấp Cờ ấp cấp nặng cặp Cặp da các con nắm được chưa nào? Các con hãy nhắc lại cho cô hai vần mới các con vừa học. À, đó là vần âm và vần áp. Giờ chúng ta sang bài 2 để mở rộng vốn từ về vần âm và vần áp các con nhé. Tiếng nào có vần âm, tiếng nào có vần áp? Các con hãy quan sát các hình và đọc tên từng sự vật hành động dưới mỗi hình nào. Hình 1 Hình 2 hình 3, hình 4, hình 5, hình 6. Các con đọc cùng cô nào. Thấp, bắt, ngô, tầm, tắm, nằm, gấp. Tiếp theo các con hãy tìm tiếng nào có vần âm. Ta xem kết quả nhé. Tiếng tầm tiếng tắm, tiếng nằm. Tiếp theo các con hãy tìm tiếng nào có văn ấp. Thực hiện cùng cô nào. Tiếng thấp, tiếng bắp và tiếng gấp. Giờ chúng ta hãy đọc các tiếng có chứa vần âm trước nhé. Tầm, tắm, nằm. Tiếp theo chúng ta hãy đọc các từ chứa tiếng có văn ấp. Thấp, Ngô, gấp Các con hãy tìm thêm nhiều tiếng từ có chứa vần âm và vần ấp sau giờ học các con nhé Giờ chúng ta đi vào phần tập đọc Các con hãy quan sát tranh vẽ si nào À, tranh vẽ bà đang bị bệnh nằm trên giường Bé đứng cạnh bên bà, trên tay cầm ly sữa Khi bà bị bệnh, để biết bé và các thành viên trong gia đình đã chăm sóc bà như thế nào để giúp bà mau đỡ bệnh? Giờ chúng ta hãy cùng đọc và tìm hiểu nội dung bài đọc các con nhé. Các con hãy chỉ tay vào sách giáo khoa, lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài nào. Chăm bà, bà bị cám, cả nhà lo lắm, mẹ đi khắp chợ mua lá để chữa cám, ở nhà bố và thấm pha sữa cho bà có cả nhà chăm, bà đã đỡ. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các từ ngữ khó trong bài. Từ đầu tiên, lo lắm, lo lắm có nghĩa là rất lo đó các con. Ta đọc nào, lo lắm. Khắp chợ, khắp chợ là đi đủ khắp nơi trong chợ đó các con. Ta cùng đọc nhé, khắp chợ. Chữa cám, chữa cảm là chữa trị bệnh cảm đó các con chữa cảm thấm thấm là tên của bạn trong bài thấm chăm chăm là chăm sóc cho bà đó các con chăm giờ chúng ta cùng đọc lại các từ lần nữa nhé lo lắm khắp chợ chữa cảm thấm chăm Tiếp theo các con hãy xác định bài tập đọc có mấy câu nào? Xác định cùng cô nhé, bài tập đọc có 1 2 3 4 5 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5. Giờ cô sẽ hướng dẫn các con Luyện đọc từng tiếng ở mỗi câu. Tiếng nào khó, các con có thể đánh vần thầm trước và đọc trơn sau nhé. Giờ các con hãy luyện đọc câu 1 trước nào Bà bị cám. Câu 2. Cả nhà lo lắm. Câu 3. Mẹ đi khắp chợ mua lá để chữa cám. Câu 4. Ở nhà bố và thắm pha sữa cho bà. Câu 5 nào. Có cả nhà chăm bà đã đỡ. Các con đã luyện đọc từng tiếng ở mỗi câu. Giờ các con hãy đọc lại câu lần nữa nhé. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu năm, các con đã luyện đọc từng câu, giờ các con hãy đọc cả bài nhé. Đọc cùng cô nào. Chăm bà, bà bị cám, cả nhà lo lắm. Mẹ đi khắp chợ mua lá để chữa cám. Ở nhà bố và thắm pha sữa cho bà. Có cả nhà chăm, bà đã đỡ. Cô đã hướng dẫn các con luyện đọc bài tập đọc chăm bà. Giờ chúng ta sang phần tìm hiểu bài các con nhé. Các con hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau trong bài bà bị si nào. A. À, trong bài bà bị cảm. Khi bà bị cảm, để biết mọi người trong gia đình đã làm gì để giúp bà mau khỏi bệnh, giờ chúng ta hãy hoàn thành bài tập sau nhé. Cô có 3 thẻ chữ, các con hãy đọc lần lượt nội dung từng thẻ chữ nào. đọc cùng cô a mẹ b bố và thắm c có cả nhà chăm cô có ba thẻ chữ tiếp theo các con cũng hãy đọc nội dung từng thẻ nào đọc cùng cô một bà đã đỡ hai đi mua lá để chữa cám. 3. Pha sữa cho bà. Giờ các con hãy thực hiện yêu cầu ghép đúng. Các con hãy chọn thẻ ABC ghép với thẻ 1, 2, 3 sao cho thích hợp với nội dung bài tập đọc các con nhé. Xong chưa nào? Ta xem kết quả. Thẻ A ghép với thẻ số 2. B ghép với thẻ số 3, C ghép với thẻ số 1. Khi chúng ta thực hiện ghép đúng, giờ chúng ta đã được ba câu hoàn chỉnh. Các con hãy đọc nội dung từng câu nào. Khi bà bị cảm thì mẹ đã làm gì? Ta đọc câu 1 nào. Mẹ đi mua lá để chữa cảm. À, mẹ đã đi mua lá để chữa cảm Còn bố và thắm làm gì? Ta đọc câu tiếp theo Bố và thắm pha sữa cho bà Có cả nhà chăm thì bà như thế nào? Ta hãy đọc câu tiếp theo nào Có cả nhà chăm bà đã đỡ Khi có cả nhà chăm thì bà đã đỡ qua bài tập đọc chăm bà, chúng ta như có một cảm giác thật là ấm áp. Khi mọi người trong gia đình đều quan tâm chăm sóc giúp đỡ khi có người ốm đau hay là khó khăn trong cuộc sống, các con cũng hãy quan tâm chăm sóc lo lắng cho người thân của mình các con nhé. Bên cạnh đó, các con cũng hãy chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hay những khúc mắc mà các con gặp phải trong cuộc sống. Cô đã hướng dẫn các con phần luyện đọc Giờ ta sang phần luyện viết các con nhé Ngày hôm nay cô hướng dẫn các con viết chữ âm, chữ ấp, chữ chăm chỉ và chữ cặp da Chữ âm các con viết giống như chữ am Chữ âm khác với chữ am là có thêm dấu á Dấu á là nét công dưới nhỏ Từ điểm dừng bút của chữ m Các con hãy lia bút viết dấu á các con nhé Chữ ấp giống như chữ áp từ điểm dừng bút của chữ bờ các con hãy lia bút viết dấu á các con nhé để viết chữ chăm chỉ các con viết chữ chăm trước cách một con chữ o các con viết chữ chỉ chữ chăm các con viết chữ chờ lia bút các con viết chữ âm lia bút viết dấu á cách con chữ o các con viết chữ chờ liền nét các con viết chữ y lia bút viết dấu chấm trên đầu y lia bút viết dấu hỏi các con được chữ chăm chỉ để viết chữ cặp da các con viết chữ cặp trước. Các con chữ O, các con viết chữ da. Chữ cặp, các con viết con chữ cờ, lia bút viết chữ ấp, lia bút viết dấu á, lia bút viết dấu nặng, các con được chữ cặp. Các con chữ O, các con viết chữ giờ bốn ô ly, lia bút viết chữ A, các con được chữ cặp da. Giờ các con hãy xem quy trình viết và nhớ dùng ngón trỏ bàn tay phải viết lên không chung các con nhé. giờ các con hãy viết chữ âm và chữ chăm chỉ vào bảng con nào xong chưa nào tiếp theo chúng ta hãy xem quy trình viết của chữ ấp và chữ cặp da Giờ các con hãy viết vào bản con chữ ấp, chữ cặp da. Xong chưa nào? Nếu các con đã viết xong, các con hãy nhờ người thân kiểm tra giúp nhé. Còn bạn nào chưa viết xong hoặc chưa nắm được quy trình viết, các con có thể xem lại qua Zalo, Youtube, Fanpage, truyền hình Trà Vinh. Các con thân mến! cô đã hướng dẫn các con bài âm ấp giờ các con hãy đọc lại bài cùng cô nhé âm tầm chăm chỉ tắm nằm ấp gấp cặp da thấp bắp ngô chăm bà bà bị cám cả nhà lo lắm mẹ đi khắp chờ mua lá để chữa cám ở nhà bổ và thấm pha sữa cho bà có cả nhà chăm bà đã đỡ sau giờ học các con hãy nhớ luyện đọc luyện viết nhớ tìm thêm nhiều tiếng từ ngữ có chứa vần âm vần ấp để mở rộng vốn từ cho mình các con nhé cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi cô chào và tạm biệt các con